Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật lạ thường, nhờ tới gặp cha Long tại giáo điểm tin mừng, phép màu đã tới với hai mẹ con chị, một người mẹ thật tuyệt vời. Cha Long có thể đã quên, nhưng Chúa thì không, Ngài đã nhậm lời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Giuse Trần Đình Long nổi tiếng trên toàn quốc bởi tài năng thuyết giảng và lan truyền lòng Chúa xót thương. Nhiều người trong chúng ta vẫn cảm thấy bùi ngùi thương nhớ giáo điểm tin mừng một thời, vì đây đã là trung tâm hành hương và lui tới của hàng trăm ngàn người, trong đó có cả những người đương dân. Thực tế, có nhiều người lương giờ phút này vẫn nghe đài cha Long mỗi ngày. Chúng ta được cha Long đặt tay, chúc lành và kêu cầu lòng thương xót Chúa. Nhiều biến cố đã xảy ra, tuân phục giáo quyền. Cha Long đã chấp nhận dỡ bỏ giáo điểm tin mừng về tổng giáo phận để tịnh tâm giảng phòng. Trước khi đến với câu chuyện chính, những ai theo dõi cha Long, chúng ta cùng lắng nghe thông báo quan trọng nhất của cha Long lúc này. Cha Giuse Trần Đình Long thông báo trong hoàn cảnh có nhiều lừa đảo mạo danh trên mạng xã hội. Cha Long không bao giờ quảng cáo thuốc chữa bệnh hay bất cứ vật dụng nào, cũng không bao giờ là quyền kêu gọi đóng góp dưới bất cứ hình thức nào. Bất cứ ai lấy danh nghĩa cha Long để quảng cáo, quyên góp, xin giúp đỡ đều là giả mạo. Anh chị em muốn nghe giảng lòng Chúa thương xót mỗi ngày, xin vào trang web, YouTube, Facebook dưới đây, không hề có quảng cáo xen kẽ. Website tínthác.net, YouTube tínthác.net, Facebook Thiện Nguyện Tín Thác hoặc cha Trần Đình Long. Nếu cần liên hệ với cha Long không sử dụng Facebook, xin gửi qua email cha.trần.đình.long@gmail.com. Cầu nguyện và gửi thông tin này cho những người khác biết để loan truyền lòng Chúa thương xót. Chân thành cảm ơn. Cha Giuse Trần Đình Long tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn số 6, Bích Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hết trích. Kính thưa cộng đoàn, một chị giáo dân hiếm muộn đã nhận con nuôi kể từ khi bé lọt lòng trong bệnh viện. Trời chiều thay, em bé mới 3 ngày tuổi, nhưng đã phát hiện ra đủ thứ bệnh hiểm nghèo như tim bẩm sinh, ung thư xương, dị tật ruột non và sau đó dẫn tới ung thư đại tràng. Ngay bà con mách bảo, gia đình chị đã đưa bé tới giáo điểm tin mừng, lòng Chúa thương xót để cha Long đặt tay chúc lành. Tạ ơn Chúa, có lẽ rằng giờ này cha Long cũng không thể ngờ phép màu đã xảy ra và em bé đã khỏi bệnh ung thư. Lời chứng của chị mới được phát trong chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất do diễn viên nổi tiếng Hồng Vân trực tiếp phỏng vấn. Mời cả nhà cùng lắng nghe. Kể cho cô Vân nghe là vết mổ của con nữa, là con cũng bị bệnh rồi con đi vô trong bệnh viện. Dạ, con vô tình gặp được mẹ bé ở trong ngồi chờ siêu âm chung với con. À, rồi sao nữa nè? Thì cũng biết mẹ bé cũng có ý định, ý là không có khả năng để nuôi. Thì con cũng quyết định là kêu bé là chị sẽ nuôi em tới lúc mà em sanh. Mẹ của Mì lúc đó là đang mang bầu 6 tháng. Yeah. Và có ý định là không thể tiếp tục giữ được nữa, đúng yeah. không? Và Duyên là cái người nói với bạn đó là cứ cố gắng đi là Duyên sẽ là người nuôi Mì. Có nghĩa là khi mà con nói cái chuyện đó với mẹ ruột của con thì mẹ ruột của con có đồng ý với cái quyết định đó của con không? Dạ có, ba mẹ con cũng đồng tình. Cái khả năng sinh con của con khó cho nên là ngay từ lúc mà ban đầu là con đã muốn có con nuôi rồi. Trong thời điểm mà Duyên gặp cụ Mì á thì lúc đó là Duyên đã có gia đình chưa? Dạ lúc đó con cưới được hơn một năm. Con đã có gia đình rồi. Dạ con đã cưới được hơn một năm rồi. Mà con chưa có con đúng không? Dạ, đúng rồi. Chồng con có đồng ý nuôi của Mì không? Dạ ban đầu thì cũng đồng nhất hết ý kiến là đưa Mì về. Và sau đó thì nhiều chuyện nó xảy ra. Rồi, thế bắt đầu nuôi của Mì từ khi mà ẵm ngửa luôn đúng không? Nhưng mà cái tím tái đó là thực sự do sữa hay là do làm một cái bệnh gì khác? Dạ của Mì bị tim bẩm sinh. Trời ơi, mới có 3 ngày tuổi thôi là lúc đó bắt đầu là chắc là phải điều trị tim rồi đúng không? Rồi sau đó thì uống sữa ngoài đúng dạ, không? Uống sữa ngoài. Con kể cái hành trình mà khi mà con phát hiện ra cái bệnh của Mì đi. Cái thời gian mà Mì ở viện á thì nó sẽ chiếm phần đa số hơn là ở nhà. 8 tháng thì Mì vẫn chưa chịu ăn dặm cho nên là con cảm thấy lo lắng. Đi khám thì bác sĩ ở huyện mình á
thì nói là của mì bị bao tử nằm ngang cho nên là nó chưa chịu ăn á, ăn vô nó khó tiêu. Thì con mới cảm thấy hơi thắc mắc cho nên là con đưa đi, tại vì vốn dĩ là mì khóc đêm rồi ban ngày cũng rất là quậy á. Lúc mà còn nhỏ thì con đưa đi khám thì mì bị dị tật ruột non, là bị lõm ruột non. Rồi. Là cái viên thuốc phá thai nó bị kẹt từ lúc mà mẹ bé thuốc phá thai lúc trước á. Nó bị kẹt từ đó cho nên là nó kẹt ở đó, thành ra ruột non nó bị dị tật luôn, nó đúng bị không? Dị tật. Rồi sau đó thì sao? Từ ruột non nó chuyển qua bị ung thư. Ung thư gì? Dạ, ung thư đại tràng á. Là mì do từ cái viên thuốc đó cho nên là nó chạy bệnh đi, nó không có dừng lại đó nữa mà nó phải chạy tới bị ung thư đại tràng. Rồi cái phác đồ điều trị của mì thì sao? Có nghĩa là ba căn bệnh một lúc luôn á, dùng thuốc cho cả ba căn bệnh luôn á, đúng không? Con cũng thử nhiều cách để điều trị á, nhưng mà chỉ áp dụng được và cho tới hiện tại thì vẫn là điều trị bằng năng lượng từ mẹ thôi. Vậy hả? Dạ. Tình trạng bây giờ ra làm sao con? Dạ, mì bị cho tới 2 tuổi 8 tháng là bác sĩ đưa về nằm ấy, là chờ họ hàng tới để thăm mì. Cũng vô tình ông ngoại con kêu là đi xuống ở giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè á. Dạ, là đưa mì xuống thử cầu nguyện xem đi. Rồi đi xuống đó thấy nhiều người xuống rồi cũng đặt lòng tin nơi Chúa rồi cũng bớt bệnh. Thì lúc đó của mì con thử mọi cách hết rồi thì cũng quyết định là kêu xe đi để cho của mì đi, nhưng mà vừa đi là từ trên đường đi từ nhà xuống tới giáo điểm Tin Mừng là chỗ Cha Long là mì xích hết 3 lần, là mì trợn mắt á. Tôi nghĩ là con sợ mì mất dọc đường hết 3 lần từ nhà đi xuống như chỗ Cha Long á. Con đến nó về thì của mì nó có vẻ đỡ hơn. Sao con đau quá hả con? Trên đường về á thì cái dấu hiệu mà giống như lúc đi nó có không? Mì tự chủ động ngồi dậy và mẹ ơi cho con xem hoạt hình đi. Là lúc đó là mì đã nằm một chỗ hết 19 ngày. 19 ngày là mì không có dậy, không nói chuyện, không chơi gì hết. Đó là chất đồ chơi xung quanh giường cho mì nhưng mà mì không chơi được. Đó là tay chân mì không có hoạt động được nữa. Có nghĩa là 2 tuổi 8 tháng là coi như giống như là mì được một cái phép màu á, đúng không? Dạ. Cho đến bây giờ đi, cô hỏi là cho đến bây giờ thì cái đại tràng đó sao rồi? Dạ, mì bây giờ hiện tại chỉ còn là viêm đại tràng thôi. Bé của mì đã ăn được, là lúc đó là con cảm thấy nó là điều phép màu tới với mì rồi. Tại vì 2 tuổi rưỡi là mì chưa được ăn một miếng nào hết. Coi như bây giờ bác sĩ gọi là chẩn đoán nó là viêm thôi, dạ, đúng không? Dạ, bị viêm rồi khó tiêu hóa, là bao tử nằm ngang vậy thôi. Chứ nó không còn ung thư nữa. Ồ, vậy đó hả? Trời ơi, có nghĩa lúc nào thì bắt đầu là đúng rồi, mình người lớn mình bị đau nhất, mình cũng không chịu nổi, huống chi là con nít. Có bao giờ mà con bị nản lòng, áp lực quá, rồi bản thân mình cũng không khỏe khoắn gì, đúng không? Rồi chồng mình nhiều khi cũng không có vui, mà trong khi đây lại làm một đứa con cũng không phải là con ruột của mình. Có bao giờ con cảm thấy con mệt mỏi, con muốn buông không? Có áp lực thì có, mệt mỏi thì rất là nhiều, tại vì lúc đó một mình con phải chống chọi lên để lo cho mì, nhưng mà để mà buông tay thì con không buông. Tạ ơn Chúa về một điều lạ thường đã xảy ra. Nguyện xin Chúa đồng hành cùng Cha Long để hy vọng rằng trong tương lai gần, Cha Long lại được giảng lễ công khai và lan truyền lòng Chúa thương xót. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công Giáo, cũng như truyền cho con động lực để con